Như vậy là sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng thì chương trình học kỳ quân đội nâng cao của chúng mình cũng đã bắt đầu rồi. Sáng nay, chúng mình được thầy Nhân huấn luyện những nội dung cực kỳ thú vị và vui ơi là vui. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì chẳng có gì đáng nói cả. Bởi lẽ, điều đặc biệt nhất là chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, chúng mình sẽ cùng nhau đến với sân bay để đến địa điểm huấn luyện. Xuyệt, cùng chờ xem nhé. Còn bây giờ thì chuẩn bị lên đường thôi nào. Đây rồi, đây chính là địa điểm huấn luyện mà chúng mình muốn nói đến đó. Xin chào nhé, chào thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và rực rỡ. Chúng ta sẽ gắn bó với nhau suốt 11 ngày sắp tới đây. Đến với thành phố Đà Nẵng thì cũng vừa nhá nhem tối, nhưng bù lại, chúng mình được ngắm một thành phố lộng lẫy trong những ánh đèn buổi đêm. Thật tuyệt vời làm sao. Cha cha, ngắm nhìn thành phố xong rồi thì nhanh chóng nhận phòng thôi nào. Học kỳ quân đội nâng cao là chương trình huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt, mà ở đó bạn phải hoàn thiện và vượt qua chính mình mỗi ngày. Mỗi ngày là một cố gắng, ráng thêm chút nữa và không bao giờ từ bỏ nhé. Ngày thứ hai của chương trình thôi, nhưng chúng mình đã phải chinh phục một thử thách mà nhiều người mới nghe thôi cũng đủ chuồn chân. Chinh phục đỉnh cao nhất của rừng nguyên sinh ngàn đôi, nghe chú giác, người đã cống hiến và yêu vùng đất này như chính bản thân mình tiết lộ, thì thậm chí, ngay cả người dân địa phương cũng khó lòng chinh phục được đỉnh của khu rừng này. Chà chà, nghe có vẻ thú vị đây, nhưng cũng hồi hộp quá đi. Mới ngày 2 của chương trình thôi mà, không biết mình có chinh phục được không đây. Nhưng thôi, không sao, hít một hơi thật dài và chuẩn bị sẵn sàng chinh phục thôi nào. Tôi hứa sẽ không từ bỏ đâu. Đường thì dốc và treo leo, thậm chí có nhiều đoạn chúng mình phải vượt qua những tảng đá thật to, những bụi cây gai chắn ngang đường. Có nhiều đoạn còn có nhiều ngã rẽ, mà nếu như không có người hướng dẫn hoặc thiếu tập trung kỹ thì lạc như chơi. Chân thì mỏi, toàn cơ thể đầy những vết thương do cây bụi và gai rừng bao vây. Con đường thì cứ cao dần và dốc dần như không hề có đích. Những lúc đó, những tia sáng của hy vọng càng cháy mạnh mẽ hơn trong tâm hồn và khối óc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm được, sẽ làm được. Xin lỗi, cảm giác của con lúc này như thế nào? Dạ, con mệt, khát nước, đuối, sút, con mới vừa bị té. Vừa bị té xong? Dạ. Ủa, sao, tại sao con không bỏ cuộc vậy? Dạ, tại vì con muốn đi như tới cùng luôn. À, khát nước quá, vừa uống nước liền phải không ạ? Dạ. Vâng, thì chúc mừng con đã tới đây. Bây giờ sau khi sơ cứu và có sát trùng và đặc biệt là thuốc mà để chống ong thì con thấy như thế nào? Con đỡ rồi, con thấy thoải mái hơn. Con yên tâm rồi phải không ạ? Con có nói gì với ba mẹ không? Ba mẹ ơi, con không sao, đừng lo. Con rất là vui.
Rồi, phụ huynh yên tâm rằng là đúng một hành trình cực kỳ khốc liệt và chúng tôi đã chọn một con đường đi rất là mạo hiểm. Nhưng mà giờ đây chúng tôi tin vô là anh Nghĩa, anh Bôn, anh Thái, anh Sơn, anh Hạ, rất nhiều điều phối viên của chúng tôi, gần 20 người đi để hỗ trợ cho 100 em. Chính vì vậy rằng là, và đặc biệt là những người dẫn đường chuyên nghiệp. Giờ đây chúng tôi đang ở suối, Thương hoàn toàn yên tâm nha. Dạ, con thấy rồi. Và chúng tôi đã đến nơi rồi, chúng tôi đã không bỏ cuộc, chúng tôi đã làm được, chúng tôi đã làm được rồi. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong mỗi người. Ngày hôm nay chúng tôi được trải nghiệm một nội dung cực kỳ hấp dẫn đó các bạn ạ. Mà có lẽ chỉ những chiến sĩ nhí của học kỳ quân đội nâng cao mới có thể được trải nghiệm thôi. Đó chính là làm một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thứ thiệt đó nhé. Bạn đã từng khi nào dập một đám lửa cực lớn chưa? Rồi nhảy cứu hộ từ tầng 3 nhảy xuống, rồi cứu người bị nạn, chạy vũ trang và cả được lên thật cao bằng xe chuyên dụng để nhìn ngắm toàn cảnh thành phố nữa. Chúng tôi thì có rồi đó, nhìn đây xem nhé, chắc chắn sẽ ghen tị với chúng tôi lắm đó. Nhìn các bạn ấy kìa, hùng dũng và mạnh mẽ ghê chưa? Không thể ngờ là những nội dung tưởng chừng đơn giản, nhưng khi làm mới thấy nó thật sự phức tạp. Nhưng chúng tôi nghĩ, chúng tôi cũng đã làm tốt đấy chứ nhỉ? Nhìn oai phong và giống một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy chứ nào? Yeah.
Một lễ hội được xem như là truyền thống của các chương trình học kỳ quân đội, lễ hội đập gối đã được diễn ra vào tối nay. Và không khí thì cũng vui không kém đâu nhé. Nào cùng hòa nhịp với chúng tôi nào, vui hết mình nhé các đồng đội của tôi ơi. Hôm nay chúng tôi được tham gia một thử thách cực kỳ thú vị luôn đấy nhé. Mà theo lời các anh chị ban tổ chức nói thì đây chính là một siêu team building concept. Các bạn có đoán được chúng tôi sẽ làm gì không nào? Chà, để tiết lộ cho nhé. Hôm nay từ những chiếc chai này, chúng tôi sẽ tạo nên một chiếc thuyền kayak thật to, thật đẹp, có thể chở được đến 2 người và đương nhiên phải nổi được trên mặt nước một cách thật hoành tráng rồi. Ai cũng chăm chỉ và say mê làm việc quá. Người thì làm chai, người thì kết nối các chi tiết bộ phận. Có hẳn nguyên một nhóm để làm mái chèo rồi đấy nhé. Không khí cực kỳ khẩn trương và tích cực. Sau một thời gian khá dài và bây giờ là thành quả của các nhóm, cùng nhìn xem nhé, thật đẹp phải không nào? Rồi chuẩn bị, cái gì vậy, ghê vậy em? Rồi. Và bây giờ phút mong chờ đã đến rồi. Bon 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 bon, cùng làm lễ hạ thủy nhổ neo nào. Chà chà, nhìn vậy thôi chứ có một số nhóm đã bị lỗi kỹ thuật rồi. Và thế là con tàu cứ chìm dần xuống biển. Một số nhóm thì đã chuyển từ mái chèo sang chèo tay nữa chứ. Ôi, có ai muốn an ủi các bạn ấy không nào? Qua concept này, chúng mình học được cách phối hợp và phân công nhau thật chuyên nghiệp trong làm việc nhóm. Nhưng quan trọng hơn cả, đó chính là tinh thần hợp tác và tình đồng đội của mỗi cá nhân. Quả là một trải nghiệm đáng nhớ.
6 giờ thử thách, một thử thách cực lớn đã trở thành thương hiệu của học kỳ quân đội nâng cao. Và để chuẩn bị một cách hiệu quả cho thử thách vô cùng khó khăn, khốc liệt này, chúng mình phải luyện tập mỗi ngày đấy nhé. Nào đu dây, chèo thuyền, bơi đường dài, vượt chướng ngại vật, mồ hôi đã đổ, nước mắt mệt mỏi, khó khăn và thậm chí là những cơn đau và cả những vết thương nữa cũng đã xảy ra. Nhưng quan trọng hơn hết, ai cũng biết tầm quan trọng của thử thách này nên đã ra sức luyện tập sao cho thật thành thục. Nào cùng vì thành công phía trước các bạn tôi ơi, gắng thêm chút nữa và đừng từ bỏ nhé. Vì tôi biết tôi sẽ luôn ở bên các bạn, cũng như các bạn sẽ luôn ở bên tôi, mạnh mẽ từng ngày nào. Giờ thử thách đã bắt đầu một cách đột ngột trong khi mọi người chưa kịp chuẩn bị về tâm lý. Mặc dù đã được luyện tập nhiều lần, một chút hoang mang và sợ hãi trên khuôn mặt mỗi người, nhưng cũng kịp trấn tĩnh để đối đầu với nó. Niềm tin và bản lĩnh của các chiến sĩ học kỳ quân đội nâng cao đã được trui rèn trong huấn luyện gian khổ, trong tinh thần thép và lửa nhiệt tình. Và bây giờ dốc hết sức cho thử thách nào. Nào bắt đầu. Để đến được hiện trường thử thách, chúng tôi phải chia làm hai cánh quân. Một cánh quân sẽ tấn công bằng đường bộ, băng qua những bãi cát dài và những mỏm đá to, nhọn và trơn trượt. Nhóm còn lại phải tấn công trực tiếp bằng đường biển, bơi một khoảng cách bờ thật xa và đột kích lên đảo. Sáu giờ thử thách bắt đầu với nhiệm vụ bí mật được cất giấu. Làm cách nào phải hoàn thành thử thách, tập hợp tất cả các thành tố đang bị cất giấu và mở chiếc chìa khóa bí mật để tìm kiếm nhiệm vụ cuối cùng. Chúng tôi phải kiếm một chiếc bè được chôn thật sâu dưới bờ cát này, đào đào, bới bới, nhiều lúc muốn lật tung cả bờ biển ra nhưng vẫn không sao tìm được vị trí đang cất giấu. Đã có người hoảng loạn, có người muốn bỏ cuộc. Thậm chí đã có người cảm thấy kiệt sức và sợ hãi khi không tìm ra được manh mối nào cả. Nhưng những lúc ấy, tinh thần lại vụt mọi người dậy. Chỉ cần một chút cho tàn của hy vọng, chúng tôi cũng sẽ thổi bùng nó thành một ngọn lửa lớn của niềm tin. Và cuối cùng, đã tìm thấy thuyền rồi. Tia sáng lóe lên và dường như vỡ òa khi nhìn thấy những mảnh đầu tiên của chiếc hộp bí mật. Đói và khát, 6 giờ thử thách trôi qua một cách khốc liệt. Và chiếc thuyền đã làm nhiệm vụ đi lấy nguyên liệu và lương thực, cung cấp những hy vọng cho cả đại gia đình học kỳ quân đội nâng cao. Trong khi đó, các nhóm khác vẫn đang thực hiện thử thách của mình. Đúng rồi,
Để kiếm được dây cung, chúng mình phải đua người qua một sợi dây treo leo được chống đỡ bằng chính đồng đội của mình và tìm ra được những túi đựng dây cung được ngụy trang khéo léo dưới đám rong biển không phải dễ đâu nhé. Tên thì luôn có những mục tiêu nhất định, tìm ra những mục tiêu bằng những sợi dây kết nối để được mũi tên của thần lửa. Sợi dây đó, những sợi dây cùng màu, bắt đầu. Nó nằm ở khắp nơi trên này luôn. Thử thách lấy mũi tên thì lại đòi hỏi các thành viên phải có một khả năng nhạy bén trong tư duy và nhẫn nại cực cao. Từ việc thu nhập các đoạn dây được thải rải rác trên toàn bộ đảo, ngụy trang một cách bí mật để nối lại thành một sợi dây dài, cho đến việc phải lưu ảnh, ghi nhớ, phối hợp và tư duy một cách logic để có thể ghép được các mảnh ghép chính xác. Một mục tiêu đã hoàn thành, hai mục tiêu đã hoàn thành, 10 mục tiêu đã hoàn thành. Cứ thế, các thử thách đã được chinh phục một cách ngoạn mục. Như vậy mọi người được 3 mũi tên. Bí mật đang được cất giấu ở một vị trí cực kỳ khó khăn, và để mở được bí mật của sinh tồn thì cần phải có chiếc chìa khóa đúng. Và chúng mình gần như thốt lên một cách kinh hoàng khi được thông báo hai chiếc chìa khóa bé tí kia lại được chôn rất kỹ trong hệ thống mạng lưới dày đặc và chằng chịt này. Phải tìm ra nó mà không hề được đụng vào mạng lưới. Chà, nghe có vẻ bất khả thi rồi đây. Nhưng thôi, không thể vì mình mà làm liên lụy các đồng đội được. Bắt đầu thôi, làm những đôi dép thật chắc chắn để có thể bước vào chinh phục nào. Một hồi thật lâu, tưởng chừng dường như thất bại đang gần kề thì ok, bà ấy đã reo lên, tìm được chìa khóa rồi, tìm được chìa khóa rồi. Nào cùng chạy đi tìm ngọn lửa bí mật thôi. Ngọn lửa bí mật được treo thật cao, và ngọn lửa đó được canh giữ bởi những chú chim. Nhưng chỉ có một chú chim là chú chim canh giữ ngọn lửa. Chà chà, lúc này thì tinh thần đồng đội phải thật cao rồi. Một chút phán đoán, một chút may mắn nữa. Nào, cùng chinh phục và tìm ra chim lửa thôi nào. Thất bại, rồi lại thành công. Cuối cùng, cũng đã tìm thấy được chú chim đang cần. Chính xác. Đọc đi, mọi người đọc đi, mọi người đọc đi. Chúc mừng mọi người. Lấy lửa. Mọi người đã lấy được. Và bây giờ mission cuối cùng. Đu dây lên những ngọn núi thật cao, gỡ từng mối nối phức tạp để kiếm được cây cung thử thách. Ngọn núi dốc đứng và trơn trượt, cộng thêm gai nhọn, đủ làm nản lòng bất kỳ người nào. Những núi thắt sao cứ rối bời, nhiều lúc chỉ muốn nếu có một sức mạnh nào đó, mình sẽ bứt tung hết tất cả những mối nối này. Tất cả cứ như một mớ bong bong. Gán thêm tí nữa đi nào, kiên nhẫn một tí, chậm lại một tí, chắc chắn một tí thì sẽ thành công thôi mà. Không được bỏ cuộc, nhớ đấy nhé. Và cùng thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, bắn mũi tên lửa để kết thúc hành trình thử thách thôi nào. 6 giờ thử thách đầy gian nan đã kết thúc. Đã có những lúc dường như muốn bỏ cuộc,
nhưng tinh thần và tình đồng đội đã không cho phép chúng tôi dừng lại mà phải bước tiếp, bước mạnh mẽ và can trường hơn nữa, và chúng tôi đã thành công. Và đây là huấn luyện vượt qua sự sợ hãi. Ngày hôm nay, chúng tôi phải cùng nhau đối diện trước những giới hạn của bản thân mình thông qua các thử thách, đối diện với nỗi sợ côn trùng bằng cách phải đưa tay vào một thùng đầy sâu bọ và thưởng thức một món ăn ám ảnh kinh hoàng đun dừa. Chà, nhìn kia, có nhiều bạn lộ rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt đấy. Cắn lúc đầu nó chứ sao nó con vậy? Cắn cái gì vậy? Rồi giơ lên. Rồi chụp đi. Quá hay luôn. Rồi sao không tiếp? Anh vô, anh lên mạnh vô. Một trong những nỗi sợ hãi nữa mà chúng mình thường hay gặp đây, nỗi sợ độ cao, cảm giác nhìn từ cao xuống thật choáng ngợp, nhất là khi phải đu dây qua những thòng lọng trên cao như thế này, lắc lư và lơ lửng giữa không trung. Mặc dù đã được thông báo là mọi thứ đều rất an toàn và có bảo hộ, nhưng quả thật không dễ dàng đâu nhé. Nhìn từ trên xuống, mọi thứ cứ nhỏ dần, dùng một trái tim dũng cảm và một ý chí kiên cường để cùng vượt qua nào. Một thử thách nữa mà chúng tôi phải vượt qua đó chính là leo lên tấm lưới cao hơn 5m này và đu dây từ ngọn cây này xuống biển. Với một số bạn thì quả thật không dễ dàng đâu nhé. Hít thở một hơi và cùng trượt nào. À, cảm giác thật thích quá đi. Đã quá anh ơi. Rồi, để nó trượt về, để trượt về, đúng rồi, trượt về.
Và thử thách cuối cùng trong hành trình ngày hôm nay mà chúng mình phải vượt qua là đi trên mảnh chai. Những tiếng mảnh chai rơi va vào nhau kêu tanh tách, miếng nhỏ dưới nhìn sợ lắm. Mọi người ai cũng có thể đi được nếu biết lắng nghe, ý chí tốt và tập trung cao độ. Có người sợ hãi không dám đi, vừa vài chiến sĩ vừa đi vừa toát cả mồ hôi vì tập trung. Cả nhà xem chúng mình thực hiện như thế nào nhé. Night Confidence năm nay thật đặc biệt và dường như đã làm khó nhiều thành viên chúng tôi. Chúng tôi phải leo ra giữa hồ, bập bềnh trên thuyền phao để tìm ra những ngọn nến, rồi phải leo lên đồi để tìm hột diêm, vượt qua ma trận Spiderweb để tìm ra những que diêm, kiếm những viên phấn để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, đốt cháy đèn cầy và xếp tên mình. Đây là một hoạt động không những đòi hỏi mọi người phải có một tinh thần quả cảm, mà còn phải biết lắng nghe và thật nhanh nhạy trong giác quan. Có người đã tìm ra được ngọn nến và xếp được tên mình rồi kìa. Nhưng cũng có bạn hét toáng cả lên: cố lên đi chứ các chiến sĩ ơi. Em tên Nam anh. Em xếp chữ gì đó? N. Nam thành công. Đêm tĩnh lặng, chỉ còn mỗi con, đồng đội cùng những dòng tâm sự của thầy. Và món quà có lẽ quý nhất đối với chúng con khi tham dự chương trình, đó là những dòng thư yêu thương của ba mẹ. Ba mẹ à, đến lúc đọc thư của ba mẹ, con không sao cầm được nước mắt. Trong mắt con, ba là người lạnh lùng lắm. Mẹ trong mắt con, đôi khi yêu thương con nhiều đến mức chịu đựng. Nhưng hôm nay, đọc những dòng này, con không sao kìm được những tình cảm đang ẩn chứa. Và cứ thế, nước mắt không hiểu từ đâu nó cứ rơi. Giờ thì con mới biết, ba mẹ yêu thương con nhiều lắm, thậm chí nhiều hơn những gì con có thể tưởng tượng được. Và con thấy mình sai nhiều. Con nào biết những giọt nước mắt của mẹ đã khóc vì con, những nếp nhăn hằn trên trán của ba đã ngày càng nhiều hơn vì con như thế nào. Vậy mà đôi khi, con vô tâm và hờ hững quá. Có lẽ giá như được làm lại, con ước gì mình được quay trở về như ngày xưa, để con có thể trở về, để có thể yêu thương ba mẹ con nhiều hơn nữa. Ba mẹ à, con sẽ ngoan hơn và không làm ba mẹ buồn nữa đâu. Con xin lỗi ba mẹ, hãy tha thứ cho con ba mẹ nhé. Này này, quay lại đi, tôi đang ngồi bên cạnh bạn đó. Bạn của tôi ơi, tôi đang ngồi bên cạnh bạn. Chúng ta đang ngồi bên cạnh nhau đó. Bạn của tôi ơi, chúng ta đã sống với nhau được 11 ngày rồi. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt và cùng vui chơi. Không biết từ khi nào, chúng ta đã gắn bó với nhau như một gia đình. Buồn vui, hờn giận và cả những cảm xúc nữa cứ lớn dần trong chúng ta mỗi ngày. Nó đang lớn dần. Tôi đang ngồi bên cạnh bạn và bạn đang ngồi bên cạnh tôi đó. Tôi đang ngồi bên cạnh bạn. Ngày mai thôi, khi tỉnh giấc dậy, tất cả sẽ chỉ còn là những kỷ niệm và sẽ không còn ngồi cạnh, sẽ không còn một buổi sáng thức dậy chúng ta nhìn thấy nhau cười.
Tôi sẽ nhớ các bạn lắm. Tôi sẽ nhớ từng khoảnh khắc khi chúng ta ở bên nhau. Và có lẽ tất cả sẽ là những phút giây tuyệt đẹp của mỗi người. Xin hãy đừng quên tôi nhé. Và hãy đừng bao giờ quên đảng gia đình học kỳ quân đội nâng cao này. Mãi mãi nắm tay nhau, mãi mãi là một AQYER. Và mãi mãi là một gia đình. Tôi nhớ bạn.